Đài truyền hình SVTN xin trân trọng giới thiệu bộ phim tài liệu Hành trình xuyên Việt kỳ 2 sẽ được Trung tâm Asia phát hành vào ngày 8 tháng 1 năm 2009. Hành trình xuyên Việt kỳ 2 miền Trung quê tôi gồm 15 tập phim trong 3 DVD sẽ đưa quý vị đến hơn 20 tỉnh thành của miền Trung Việt Nam qua những thước phim tài liệu lịch sử, văn hóa và con người miền Trung Việt Nam. Hành trình xuyên Việt kỳ 2 miền Trung quê tôi gồm 15 tập phim trong 3 DVD sẽ được phát hành vào ngày 8 tháng 1 năm 2009.